Này, đưa anh về đây. Cút. Có bánh mì rồi. Bạn đã từng tự hỏi tại sao cuộc sống lại đầy dẫy những mảnh đời bất hạnh như một bức tranh sắc màu bị nhoe nhét bởi những dấu ấn của khổ đau. Những điều giản đơn mà bạn đang có lại đang là niềm khát khao của biết bao mảnh đời. Liệu bạn có đang trân trọng những điều đó? Những giọt mồ hôi, những giờ làm việc vất vả, những nỗi lo cơm áo gạo tiền, tất cả đều tạo nên câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Nhưng đôi khi, giá trị cuộc sống không chỉ nằm ở những thứ chúng ta đang trân trọng, nó còn nằm ở những điều mà chúng ta sẵn sàng cho đi. Chúng ta đều có khả năng để biến những mảnh màu nhoe nhoét trở nên đẹp đẽ, rực rỡ bằng những nụ cười, những lời nói yêu thương, những trái tim mở rộng, ấm áp của mình. Mỗi đốm sáng nhỏ đều có thể thắp lên một thành phố rực rỡ trong đêm tối. Bạn có muốn trở thành một đốm sáng tạo nên phép màu cho cuộc sống này không? Vậy bức tranh cuộc sống của bạn đã trở nên tươi đẹp, rực rỡ hay chưa?